Ở cuối tập trước, Hoắc Phúc Hạo đã thành công dung hợp cốt và hấp thu hồn hoàn 40 vạn năm đến từ băng bích đế Hoàng Hạt. Thời gian khai giảng năm học mới cũng đã đến, trong khi Hoắc Phúc Hạo đang cấp tốc trở về học viện, thì lúc này, tại bờ hồ Hải Thần, một bóng người chạy xuyên qua quảng trường Sử Lai Khắc rồi tiến đến ký túc xá. Người này vừa chạy lại vừa lẩm bẩm: "Trời ơi, tiêu rồi, lần này chắc ta đến chậm rồi, hắn chắc đã trở lại sớm và đang sốt ruột chờ ta." Phương Đông vọt đến cửa phòng rồi lấy tay đánh mạnh vào cửa khiến bụi bay mịt mù, thanh âm đanh thép của hắn vang lên: "Hoắc Phúc Hạo, người đâu rồi? Người ra đây mà xem, lo tu luyện đến nỗi lối vào cũng không để ý, để bụi bám đầy vào cửa rồi nè." Im lặng, trong ký túc xá hoàn toàn không có giọng nói đáp trả khiến Phương Đông ngơ ngác. "Nè nè, đừng có xấu bụng như thế chứ, ta đâu phải muốn đến trễ đâu, thật sự có lý do mà." Vẫn không có tiếng đáp trả, Phương Đông tiến vào phòng quan sát xung quanh, hiển nhiên Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa trở về, trong lòng hắn lúc này có chút khó chịu. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Phương Đông, tại sao tiểu tử kia còn chưa trở lại, chẳng phải hắn có lão sư dẫn vào tinh đấu đại xâm lâm để lấy hồn hoàn thứ hai sao? Hắn là cô nhi thì có thể đi đâu? Phương Đông lúc này đã vô cùng lo lắng nên không để ý nhiều, chạy đến văn phòng của Chu Y gọi lớn. Chu lão sư ơi! Đang đứng trước mặt Chu Y là một nhóm đệ tử năm nhất ban một, cả bọn thấy Phương Đông vội vàng chạy tới cũng giật mình hoảng hốt. Tất cả đều biết tính của lão sư Chu Y, nàng rất ghét những đệ tử không hiểu quy củ. Tuy Phương Đông là trưởng lớp nhưng dám làm loạn thế này cũng thật là lớn gan. Nhưng Chu Y lại khiến cả bọn ngạc nhiên hơn, nàng không những không tức giận mà lại còn đứng dậy, sau đó hỏi Phương Đông: "Hoắc Phúc Hạo đâu rồi? Sao có một mình ngươi?" Biết tin Phúc Hạo chưa trở về, Phương Đông muốn cùng Chu Y qua hệ buồn đạo hỏi thì bà lạnh lùng đáp: "Khỏi cần, ta đã hỏi rồi, tên gia hỏa đó không biết đang định làm gì nữa. Nó nói với ta, các lão sư bên hệ hồn đạo đã sắp xếp người giúp đỡ nó thu nhập hồn hoàn. Nhưng khi ta hỏi Phạm Vũ, thì Phạm Vũ lại nói, Hoắc Phúc Hạo nói với hắn bên hệ vũ hồn bên này đã phái lão sư giúp đỡ nó rồi. Đây không phải là lừa cả hai bên sao?" Phương Đông vô cùng sốt ruột, hắn lại chạy đi hỏi Bối Bối và Đường Nhã, cũng không biết Hoắc Vũ Hạo đang ở đâu. Ngày báo danh nhập học rốt cuộc đã hết hạn mà bạn cùng phòng của hắn vẫn chưa trở lại. Ba người Bối Bối, Đường Nhã và Tiêu Tiêu cũng đã đi đến trước cổng học viện, vẻ mặt của bọn họ cũng không tốt hơn Vương Đông là bao. Chuyện Hoắc Vũ Hạo không về đúng hẹn hay việc đã bỏ lỡ buổi trình diện Vương Đông cũng không chút tức giận oán trách nữa, hắn chỉ mong Hoắc Vũ Hạo còn sống trở về là tốt rồi. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở gấp gáp từ xa vang lên. "Xong rồi, Tiêu đời rồi, mình chạy thục mạng rồi mà cuối cùng vẫn muộn." Hoắc Phúc Hạo rốt cuộc cũng trở về, hắn cùng Vương Đông và Tiêu Tiêu lập tức đến tìm Chu Y. Vừa vặn, bà đang ở cùng với Phạm Vũ. Hoắc Phúc Hạo biết chuyện mình giấu hai người, rốt cuộc cũng bị lộ. Nhìn thấy hắn, Chu Y nổi giận đùng đùng, vọt lên quát: "Hoắc Phúc Hạo, người còn biết đường về sao?" Ở bên cạnh, Phạm Vũ nhìn hắn không nói gì, nhưng ánh mắt ông tràn ngập sự lo lắng. Hoắc Phúc Hạo ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ áy náy. Hắn xuất ra vũ hồn mình thu thập được cho hai vị lão sư coi để bọn họ an tâm. Hồn hoàng ngàn năm, Vương Đông, Tiêu Tiêu giật mình hết lên, hai vị lão sư cũng thất kinh không kém. Hoắc Phúc Hạo nhanh chóng cởi áo xuống để lộ ra nửa thân trên. Phương Đông đứng sau lưng hắn hét to một tiếng. Ngay sau đó, đập vào mắt hắn là hình xăm của băng bích đế Hoàng Hạt. Cái hình xăm này hết sức sống động, khiến hắn vừa trông thấy liền bị dọa nhảy dựng lên. Thế nhưng những người có mặt còn chưa hết ngạc nhiên thì Hoắc Vũ Hạo lại nói cho bọn họ biết đây là vũ hồn thứ hai của mình, còn hồn hoàn thứ hai của vũ hồn thứ nhất hắn cũng đã thu thập thành công. Trong nháy mắt, khi Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra hồn hoàn của Linh Bâu, màu tím lần nữa xuất hiện khiến tất cả mọi người như không tin vào mắt mình. Cho đến khi hắn nói cho mọi người biết kỹ năng của hồn hoàn này thì tất cả rốt cuộc cũng hiểu lý do tại sao hai hồn hoàn trên người hắn nháy mắt có sự biến đổi. Hai cái vốn một trắng một tím giờ phút này đều biến thành màu đỏ, một hồn hoàn màu đỏ tràn ngập khí tức khủng bố. Khoảnh khắc nó xuất hiện, một áp lực kinh khủng lập tức đè xuống căn phòng, khiến Phạm Vũ và Chu Y theo bản năng xuất ra hồn hoàn của mình. Hơn nữa, cả hai đều đồng loạt lui về sau. Đúng vậy, đây chính là kỹ năng mô phỏng đến từ hồn hoàn thứ hai của Linh Mâu. Hai mắt Phạm Vũ lập tức sáng lên, là một hồn đạo sư cường đại, nên lập tức hắn đã nghĩ ra một vài ứng dụng cho kỹ năng này. Và quan trọng hơn, nó có thể che giấu một cách hoàn hảo thực lực của Hoắc Vũ Hạo. Trong khi Phạm Vũ và Chu Y nghĩ cách giúp Hoắc Vũ Hạo báo danh, thì hắn cùng hai người bạn của mình và Đường Nhã, Bối Bối đi đến nhà ăn. Bọn họ đang đi thì đột nhiên đụng phải ba người với Hoa Bân, gã đã cao lớn hơn trước, bộ dạng đã lạnh lùng lúc này còn thêm chút u ám. Người ta thường nói, cựu nhân gặp mặt sẽ đỏ mặt tía tai, Chu Lộ vừa thấy bọn họ lập tức nói với giọng châm chọc: "Đây chẳng phải là Hoắc Vũ Hạo sao? Ta nghe nói, hôm qua ngươi không kịp đến trình diện mà, sao giờ còn ở đây? Quy củ của học viện chẳng nhẽ ngươi không rõ? Đến muộn là sẽ bị khai trừ. Ta là một học viên của học viện Sử Lai Khắc, ta phải có trách nhiệm bảo vệ nội quy của học viện. Nơi này không phải là nơi ngươi muốn vào là vào." Đến đây thì cũng hết tập 20 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.